Xin chào anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời Big Bang Solar. Hôm nay em có setup một combo trong cái homesite nhà container. Thì ở đây sẽ là một hệ thống điện năng lượng mặt trời optic hoàn toàn, chạy độc lập, không có lưới nha. Cấu hình đây em sử dụng là một máy lúc power bản SNA 5kW và một khối pin lưu trữ EVE. Khối pin này lưu trữ 5kW, 5.12kWh, điện áp 48V, dung lượng danh định là 5.12 kg. Thì đầu tiên thì khách sẽ lắp một cục như ở đây trước, và trên đây về sau cần nâng cấp sẽ lắp thêm một cục nữa nha anh em. Cái cấu hình ở đây được anh khách hàng mua và setup tại homestay Đà Lạt nha anh em. Thì ở đây thì cấu hình cũng khá đơn giản, thì em anh ấy cũng sợ mất trộm nên là cũng sẽ đóng trong một cái thùng như này. Thì cái có lúc power này bản là bản IP20 nên tản nhiệt bằng quạt nên là tương đối nóng nha. Vậy nên là em sẽ là để đảm bảo cái yêu cầu thì em sẽ đóng trong một cái tủ điện như làm trong một cái tủ điện như này. Tủ có đột hết lỗ xung quanh, có thêm cái quạt tản nhiệt phụ ở đây nữa. Hai bên là hai quạt tản nhiệt phụ nhá. Khi ngưỡng nhiệt độ nhà đạt đến 35 độ C thì sẽ hai bạt quạt hai bên sẽ quay nhá. Ở đây sẽ kết hợp thêm một cái cổng kết nối. Ở đây là mình đang dùng cái chuôi công nghiệp, chuôi kết nối nhanh 1 pha. Thì ở đây chuôi này là mình kết nối vào cổng gen của máy phát này, nó cắm mà khi pin xả đến ngưỡng cắt năng lượng mặt trời không đủ tải thì chúng ta cắm máy phát, chúng ta để máy phát này chúng ta chạy ha. Ở dưới đây là có hai cổng lót ra cái tải nhà mình sử dụng nha anh em. Đây cổng lót này, hai cổng lót này đó, anh em cắm vô. Thì cái công suất chạy backup của cái hệ thống này là 5kW tải nha anh em. Trường hợp đạt điều kiện chúng ta không được thể không nên chạy quá 5kW tải nha anh em. Đó thì ở đây sẽ làm hết vào đây. Thì ở đây sẽ có cái CB dàn pin mặt trời này, hai dàn pin đi vào này. Thì khi lắp đặt cái chỗ nó hơi chật chút, khi lắp đặt thì tháo cái wifi ra. Thì chúng ta đấu nối cái dàn pin đi vào, cộng trừ, đó, mỗi một chuỗi pin là 6 tấm này. 6 tấm chúng ta đấu nối tiếp lại nhau sẽ đưa xuống dưới đây làm hai chuỗi. Đó, một dây âm, một dây dương, dây âm này. Dây dương vào đây này, dây âm vào đây này. Đó, dây dương tiếp theo vào đây, dây âm tiếp theo vào đây này. Đó, song song với nó là hai chống xét phía dàn pin mặt trời nha, hai con hai bên này. Cho cái cầu này song song qua, chúng ta có thể đấu vào trực tiếp vào chống xét cũng được. Chúng ta đấu vào dây từ điện mặt trời xuống có hai dàn pin, 6 tấm pin nối tiếp lại với nhau. Thì chúng ta đấu vào đây, cộng lên cái, trừ đây cái là một chuỗi này, chuỗi 6 tấm nối tiếp này, bên này cũng vậy. Chuỗi 6 tiếp đấu nối tiếp đây này thì nó dễ hơn nha. Đó. Thì cái dây te chúng ta đấu thêm ra te tiếp địa đây cho máy nữa là được. Đây là cổng lót ra tải này, tất cả tải xuống đi đây, tải đi ra đây, đi qua hai cái chỗ này này. Hai cái chuôi này. Đó. Đây nha anh em. Đây là dây chuôi máy phát này. Ở chỗ đây là cái rơ đen nhiệt độ. Khi nhiệt độ đến 35 độ C thì nó sẽ đóng tiếp điểm relay và cho hai cái quạt hai bên này nó hút nha. Đó, đảm bảo là quạt tủ điện mát nhất có thể nha. Phía dây này dàn pin mặt trời đi xuống có 4 sợi dây, chúng ta luồn vô đây. Luồn vào đây giúp em nhé. Chờ một cái bi ghi đây rồi. Luồn vào đây thì chúng ta đấu lên đây này. Cộng trừ này và hai chống xét này nhá. Đó. Đấy, khách hàng lấy một hệ thống như thế này. Trước mắt sẽ lắp trước một hệ thống như này và sau tiếp theo sẽ lắp thêm hai cái tủ như vậy nữa. Thì ở đây khách hàng lấy thì kèm theo 36 tấm pin năng lượng mặt trời, một máy cho một cái hệ thống là 12 tấm. Khách hàng sẽ lắp trước thêm hai máy nữa và ra Tết sẽ đặt thêm hai bộ này nữa nha anh em. Tấm pin này tấm pin GA 450W nha anh em, bảo hành 12 năm, máy inverter bảo hành 2 năm, pin lưu trữ bảo hành 3 năm nha anh em. Đấy. Ngoài ra bên em cũng có nhiều cái phân khúc hàng cao cấp hơn nữa, tùy vào cái nhu cầu túi tiền của anh em nha. Đó. Đấy, rất là đẹp. Thì cái tủ đây thì mình kết nối dàn pin đầu vào này. Đấy, vào đây nhá. Dây pin đi vào, đấu vào. Xong gen máy phát lót đó. Thì ở cái chuôi đây thì chúng ta tháo ra. Bấm vào cái này này, chúng ta vặn ra phát tháo ra, bên trong được có hai cực. Đó, cực LN chúng ta đấu ra, đưa ra tải, đưa ra ổ nguồn chúng ta chạy thôi. Đó. Thì ở đây thì có cái khóa này. Đó. Thì khóa đây thì anh em có chìa khóa nhá. Chìa khóa khóa lại rồi cất đi. Đảm bảo là không bị trộm. Nhưng mà một khi đã trộm thì ai đó mua trộm thì kiểu gì cũng trộm thôi, nhưng mà nó sẽ khó hơn nha. Đấy, đây là toàn bộ bộ nha. Thì mình cứ đóng nguyên một cái thùng này, quấn ni lông đóng gói lại, đưa lên ba lết xong rồi nâng đi thôi. Đó. Xong ai là giao. Rồi ok, cái video này của mình đến đây kết thúc. Xin chào tất cả anh em nhé.